xin kính chào tất cả các tác giả và các bạn yêu thơ đã hôm nay là đến với hội thơ Berlin. Tôi là Hà An, đến từ Berlin. Hôm nay trước khi tôi đi thì có mấy tác giả xin nhờ đọc thơ. Đấy, thì thấy chưa? Người ta không đến được. Thì nhân đây tôi cũng xin phép luôn cho sự vắng mặt của chị Giáp Thị Thọ, anh Nguyễn Văn Sơn và anh Thế Hà. Bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ của Thế Hà. Anh nhẽ là phải nhờ một cái bác nào tóc hoa râm một tí lên đọc thì nó đúng hơn ạ. Nhưng mà thôi, thời gian cũng gấp gáp thì tôi xin đọc luôn. Cái việc này thì xảy ra với anh Thế Hà ở cái hội thơ trước ạ. Thế nhưng mà chắc là cũng có bác sẽ động lòng đấy ạ. Bây giờ tôi xin đọc bài thơ của anh Thế Hà là bài Định Mệnh. Ai xui tôi đến hội thơ để cho tôi được bất ngờ gặp em. Thơ đêm em đến, gió đêm vần thơ điệu nhạc, mắt em mơ màng. Em làm tôi đến ngỡ ngàng. Quá giỏi, đúng không? Hội tán rồi vẫn bàng hoàng say. Nhờ ra về cái lòng dạ vài ông cái chắc phải rung đầu hai thứ tóc đâu ngờ vẫn say như mê như tình. Ô hay sao tôi có thể thế này hả? Tôi nụ cười ánh mắt làn môi em về để lại thằng tôi một mình, còn vương lại chút bóng hình nâng niu. Tôi mở tim mình đặt vô em ơi, dù thực hay mơ, hồi thơ năm tới tôi chờ gặp em. Xin hết ạ. Thế là anh cũng nhủ như thế mà lần này anh lại lỡ nhà hẹn cái cô này rồi mà hôm nay thôi anh lại không đến được. Nếu mà cô nàng nào đó có đến đây thì tôi xử lời xin lỗi dùm anh Thế Hà luôn. Xin cảm ơn tất cả tác giả và các bạn yêu thương anh.